Điểm thứ nhất mà muốn chia sẻ với các anh chị, sau năm 1975, đất nước chúng ta chuyển mình, và lúc đó không có một hội đoàn nào của tôn giáo, trong đó có Công giáo, được tiếp tục hoạt động. Thì anh em chúng tôi đã được Thầy Chí Thánh gợi ý để chuyển đổi cái ơn, cái tên gọi. Chúng ta là phong trào gì ạ? Chúng ta là phong trào gì? Kusilo, phải không? Mà lúc đó mà xưng mình là phong trào Kusilo thì đi nằm ấp. Vì thế mà chúng tôi trong thời điểm đó dĩ nhiên là không đông lắm, nhưng mà một số như anh em ở chính tòa Xuân Lộc, ở Thái Xuân, và một số anh em ở vùng khu cận đó, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày thứ sáu đi chẳng đảng thánh giá và lấy tên là thánh giá nhọn, không gọi là phong trào, không gọi là hội đoàn nữa, mà là gia đình thánh giá nhọn. Và vì thế được, không phải người tự ai cho phép, nhưng mình tự cho phép mình để âm thầm sinh hoạt từ năm 1977 thì phải, nếu tôi không nhớ lộn. Và rồi khi tham gia với anh em thì xem ra anh em đặt vấn đề, bởi vì tôi chưa tham dự khóa 3 ngày. Và vì thế năm 2006, nhân dịp đi lễ truyền chức linh mục cho một nghĩa tử ở bên Mỹ, tôi đã được đứa cháu Thanh Hương ở bên Sydney giới thiệu làm cầu nối để tôi được tham dự khóa Kusilo 451 của phong trào Kusilo Orange County. Và sau đó về thì Chúa đã thúc đẩy, đặc biệt với cái vai trò tham gia vào công việc chung của giáo phận, cho nên tôi ước ao tất cả những anh em ban thành giáo đều là thành viên phong trào Kusilista cả. Và vận động cách này cách khác để có thể cha Lê Tôn Nghiêm ở bên Mỹ, cha anh Vinh cũng ở bên Mỹ, để có thể về hỗ trợ cho Việt Nam và cho giáo phận Xuân Lộc chúng ta. Tạ ơn Chúa đã thực hiện những gì mà quý anh chị đã biết. Điểm thứ hai muốn chia sẻ với anh chị là vừa rồi có một anh Phương Lâm đó chia sẻ, anh ấy nói rằng vợ anh đã chết bao nhiêu năm rồi? 24 năm. Tôi tưởng là hôm nay anh ấy sẽ giới thiệu bà vợ mới, nhưng mà không thấy. Nhưng mà cuối cùng hóa ra anh ấy có một người vợ mới thật. Biết ai không? Thầy Chí Thánh Giêsu. Chào mừng anh đó. Đâu, mời anh đứng lên gái xem nào. Vâng, chúng ta chúc mừng người vợ mới của người anh em chúng ta. Đấy, còn hơn cả cái người vợ thể lý của đời sống con người. Anh đã gặp được tình yêu của Chúa Kitô và đã trở nên người bạn đời của Chúa Kitô một cách rất chân thành, một cách rất thực tế. Và đấy là một cuộc hôn nhân lý tưởng mà Chúa đã mong muốn chờ đợi từ lâu nay đã có. Nhưng chúng ta còn tạ ơn Chúa hơn nữa, vì chắc chắn không phải chỉ có một mình anh đó là kết bạn với Chúa Giêsu đâu, mà quý cha, quý sơ và tất cả các anh chị em đây có kết bạn với Chúa Giêsu không? Ai kết bạn giơ tay tôi coi ngài hả? Vâng, đúng.
chúng ta gặp gỡ được Chúa Kitô hơn bất cứ một tình yêu nào. Và do đó chúng ta trở thành người bạn thân của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng để đón nhận chúng ta dù chúng ta bất xứng. Vâng, xác tín đó hôm nay tôi được nhận định rõ rệt hơn qua những bản chia sẻ của quý anh chị, và đặc biệt của anh bạn Phương Lâm đó. Xin chúc mừng anh một lần nữa, chúng ta trồng ràng vào tay. Và trong chính cái cảm nhận đó, nói xa nói gần hóa ra là nói mình. Vâng, thưa quý anh chị, khi tôi đi tham dự khóa của Silo ở trại Orange County, với những cái phương thức có tính cách tâm lý dễ tác động với người giáo dân lắm, dễ tác động với những anh em mà chưa biết cái hướng đó. Nhưng mà với anh em linh mục chúng tôi, trong nhiệm vụ và trong ơn sủng, cũng được biết một vài nét về tâm lý. Và do đó những cái mà phong trào đã thực hiện trong khóa 3 ngày quả thực đã tác động rất lớn, rất mạnh và cụ thể đối với anh em. Nhưng không biết quý cha thì sao, quý sơ thế nào, nhưng riêng đối với con, khi cảm nhận khóa 451 thì không gặp được sự cảm xúc đó. Bởi vì trước đó con đã gặp được Chúa Giêsu rồi, đã sống với cái tình yêu của Chúa Giêsu đó từ năm 1961 lần. Khi mà con bắt buộc phải đi Kon Tum để có thể về học Đại Chương Viện Xuân Bích được. Bởi vì cha giám đốc Đại Chương Viện Xuân Bích đã cho con biết là danh sách của thầy thì có đây, nhưng để về học thì phải có giấy giới thiệu của Đức Giám Mục Giáo Phận. Mà Đức Giám Mục Giáo Phận của con vào cái thời điểm đó là Đức Cha Pôn Xét, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum. Và Ngài cho biết cái đặc điểm của Giáo Phận Kon Tum: thứ nhất, không có điện thoại; thứ hai, Đức Cha không trả lời bằng thư cho ai bao giờ, kể cả Đại Chung Viện. Khi nào gọi các thầy đến chiều trước thì Ngài đến để nói với cha giám đốc, chứ không có viết. Không biết làm sao mà Ngài lại không viết, không biết. Và thứ ba, một tuần lễ chỉ ở tại tòa giám mục, thường một ngày, ít khi hai ngày, và khó mà có ba ngày. Vậy mà thầy cần phải có cái giấy giới thiệu, vì con đến là khoảng 15 tháng 8 mà nhập học là mùng 1 tháng 9. Vì thế thầy phải làm sao để có được cái giấy giới thiệu của Đức Cha trước ngày mùng 1 tháng 9. Triệt buộc không? Không có cách nào khác, buộc lòng phải đi thôi. Mà thưa quý cha và quý anh chị, nghe thấy Kon Tum đã run rồi. Bởi vì sao ạ? Chiến cuộc trên đó là một. Thứ hai, những cái thông tin về anh em thường sợ lắm. Nó cổ lỗ xí, nó có thể thế này thế nọ thế kia, làm con rất sợ. Nhưng bây giờ triệt buộc, buộc lòng phải đi. Sợ đến nỗi, xin thú với quý cha, trước khi đi phải viết chúc thư. 15 ngày sau mà không thấy tôi về, mở thư để thực hiện giúp. Mà người mà tôi ủy thác để thi hành chúc thư đó là Đức Cha Trinh, lúc đó đang giúp xứ ở dưới Nam Hòa, Sài Gòn. Sợ đến mức độ như vậy đấy. Rồi thực hiện hai ngày hành trình. Ngày thứ nhất từ Sài Gòn lên Ban Mê Thuật, tối hôm đó ngủ tại bến xe của Ban Mê Thuật. Ngày hôm sau
tức là 300 cây số. Ngày hôm sau từ Ban Mê Thuột qua Pleiku 200 cây số và từ Pleiku lên Kon Tum 50 cây số nữa là 550 cây số trong hai ngày đó. May mắn khi đến Kon Tum Đức Cha có ở nhà, đó là cái hồng ân lớn lao rồi rồi. Và Ngài bảo tôi xuống quản lý lấy chìa khóa lên trên phòng nghỉ, sáng mai Thầy gặp tôi. Một mình không hề quen biết ai, rồi có mấy ông cha cả quản lý cũng là Tây nữa, cho nên lạ lùng. Và lên trên cái nhà của chủng viện Kon Tum, và quý cha đã biết ở đây có cha hộ đã ở trên Kon Tum đó. À, một cái nhà dài gần 100 thước bằng gỗ cho nó tối đen, mà ông cha quản lý ông lại chơi cho mình cái nằm cái lầu trên cùng, một mình ở trên đó càng sợ hơn nữa. Và vì sợ vậy cho nên biết làm gì ở trong khung cảnh đó, chỉ còn có cách là ra cửa sổ để ngắm trời ngắm trăng. Mà trời tối thỉnh thoảng mới có một cái chớp, vì đang là mùa mưa, thì chỉ thấy là núi rừng trùng trùng điểm điểm. Rồi thỉnh thoảng nữa có một cái khối lửa từ một gốc cây đang là cháy dở lóe lên, thì lại chạy chỉ thấy là đất khô cằn, đất trống, vì người ta đang làm dọn đất để mà làm rẫy. Và trong chính cái khung cảnh đó, thưa quý anh chị, những hình ảnh của người thượng trên đường mà tôi đã gặp trong hai ngày ấy xuất hiện. Họ đi đâu thì cũng đi cả gia đình, kể cả con chó cũng đi luôn. Và khi thấy xe thì họ đi vào trong rừng, quay mông ra đường để mà tránh bụi. Nhưng mà xếp hàng một. Rồi đàn ông thì đóng khố cởi trần, tay cầm một cái con dao rừng gọi là tờ gạc. Còn người vợ thì dĩ nhiên mặc xà rông và có cái khăn để quấn. Quấn không phải là quấn che mình, nhưng quấn để ôm đứa con. Đằng sau là một cái gùi to lớn cao khỏi đầu, thấy đủ cả củi rã rồi thì cái gì đó mà ở trong đó hết. Rồi đứa con trai thì cũng đóng khố cởi trần, và cũng như bố nó cầm một cái tờ gạc nhỏ, cái con dao nhỏ. Còn đứa con gái lại cũng một cái gùi nữa, chồng cao không đến nỗi bằng mẹ nó nhưng mà cũng đầy. Tất cả những hình ảnh đó nó xuất hiện, và không biết ai đó nói với tôi rằng họ khổ như vậy đó, ai sẽ giúp họ? Và tôi cũng chẳng biết vì sao nước mắt nó chảy, và tôi cúi đầu lạy Chúa: này con đây. Vâng, thưa quý cha và quý vị, tôi đã được gặp gỡ Chúa nơi những con người nghèo khó và đau khổ ấy, và nhờ đó tôi đã đón nhận được ơn gọi thực sự để hiến thân mình cho Chúa. Nhưng rồi thưa quý vị, cũng chẳng hiểu tại sao nữa, ngày cuối cùng của Kon Tum di tản thì tôi ngồi giải tội vì là mùa chay cho anh em thượng, thì bà sơ hối hải đến: giờ này mày cha con ngồi đây à? Tôi bảo không ngồi đây thì ngồi đâu. Sơ bảo họ đi hết rồi. Thì tôi bảo họ đi thì kệ người đi, đi chứ còn tôi chúng mình có đi đâu mà phải lo. Tiếp tục ngồi tòa. Đến tối về thì nhận được lệnh của Đức Cha, tất cả những linh mục ngoại quốc và các nữ tu người Việt phải rời khỏi Kon Tum ngày mai. Mà trong đó thì ở xứ tôi, xứ thượng,
Cho nên Đức Cha thương cũng cho sai đến ba nữ tu dòng Chúa Quan Thọng. Và vì thế tôi phải có nhiệm vụ để đưa các nữ tu đó xuống Pleiku, giao cho bà bề trên, rồi tôi trở về. Và ngày của chúng tôi lúc đó chỉ có 6 tiếng, từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Trên đường về, bây giờ về nhà không có cơm ăn, cho nên con tum như cha hộ ở đây, ngài đã làm quản lý, ngài biết cứ vào với quản lý cho ăn cơm nhá, thế là xuống ăn cơm thôi. Cho nên tôi vào tòa giám mục nói với cha quản lý, lúc đó không biết có phải là cha hộ không, thế thì vào ăn cơm, gặp ngay Đức Cha và một hai cha nữa còn ở tòa giám mục để cùng là trúng giờ ăn cơm. Cho nên thưa quý cha và quý vị, tôi trở thành thông tín viên độc nhất, duy nhất của tình hình Pleiku, một thành phố bỏ ngỏ rồi và không có đường nào thoát cả. Đường thủy thì không có, đường bộ thì tất cả các ngã đều đã bị chặn rồi, chỉ còn một chút hy vọng, đó là đường máy bay, mà là máy bay của Mỹ cơ, chứ còn Việt Nam thì không được. Nhưng khi tôi đi qua vào thành phố Pleiku thì đi qua sân bay mà, sân bay pháo kích rồi, còn máy bay nào tới nữa không? Cho nên không còn đường nào cả. Ăn cơm xong, Đức Cha kêu tôi, cha Tú lên gặp tôi, lên ngồi ở bàn của ngài, ngài hỏi những gì ngài muốn, tôi thưa những gì tôi biết. Rồi ông vào bàn, ông ấy viết cái gì đó, ông ra: đây tôi sai cha đi đưa các sơ và các em đi vào miền Nam. Và không biết đằng Tây nó có ai báo cho nó không, mà Đức Cha bảo tôi, khi nào thống nhất thì cha về đấy, và đưa các em đó về. Thưa, rồi đến khi về trong này 30 tháng 4, vì tôi đã về từ ngày 25 tháng 3 rồi, mà đến 30 tháng 4 mới thống nhất mà. Cho nên không, tôi xin ngay ngày mùng 3 tháng 5 là tôi đã xin hồi cư cùng với Đức Cha Oanh và cha Trương Bảo Tâm. Ba anh em linh mục chúng tôi thuê một chiếc xe valua chở một số những đồ cần thiết để về, vì mình biết rằng tất cả những đồ ở trên mình là không còn gì. Hai cha đó đến khi đến ngày lên xe thì hai cha đó đều có giấy giới thiệu để hồi cư. Còn tôi đã ba ngày xin, đến ngày thứ ba thì nhân viên đó đọc đơn tôi xong rồi rút cái ngăn kéo ra có mục đích để lấy cái tờ giấy đã ký sẵn, điền tên tôi vào, rồi nơi tôi về, thế này giao hả? Rút ra hết rồi. Thế thì tôi tranh cãi, ba ngày nay tôi chờ rồi. Ông bảo thôi chú chịu khó đi, sáng mai đến sớm thì tôi sẽ giải quyết ưu tiên cho chú. Sáng sau từ 4 giờ sáng đã phải đi rồi, chờ cho đến 9-10 giờ thì nhân viên mới ra đọc cái lá đơn hồi cư của tôi. Chú là chức sắc tôn giáo hả? Và phải, tôi là linh mục chức sắc tôn giáo, ai ở đâu ở tại đó, không giải quyết. Tôi tranh cãi nhưng mà đâu có lại được, cho nên về. Và cuộc đời thật là phiêu lưu, không tìm được cái chỗ nào để mà ở cả. Kể cả cha Trinh lúc đó là linh mục phó của giáo xứ Chánh Tòa cũng đã dẫn tôi đi nhiều xứ để xin chỗ. Mà cả Đức Cha nữa, Đức Cha bảo rằng tôi là linh, tôi là giám mục, nhưng giám mục lúc này không có quyền hành gì cả. Cha đến chỗ nào mà người ta nhận thì tôi nhận, nhưng đến các chỗ thì các cha bảo chúng con cũng sợ lắm và ước ao có người ở cho nó đỡ sợ, nhưng mà không có ý kiến của Đức Cha thì chúng con không dám. Ba ngày sau rồi trở về gặp cha Chính Trọng đó, đang là cắt tóc. Ngài hỏi có chỗ nào chưa? Bảo thưa cha Chính, chẳng chỗ nào nhận con cả. Bài sai của tôi này,
Vậy thì ở đây cũng được, chắc không thiếu việc làm đâu. Đấy, bài sai của con ạ. Vì Ngài là cha chính địa phần mà Đức Cha đã bảo rằng cha nào nhận thì là tôi nhận mà. Thành từ đấy, bài sai con. Cho nên, thưa quý vị, trong suốt nhiều năm nay, mỗi khi con được dâng lễ kính Thánh Giuse thì con cảm nhận ra một cái sự kỳ diệu của Chúa quá. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã dẫn đưa chúng con qua những nẻo đường mà không bao giờ nghĩ tới. Vâng, và thưa quý vị, con đã được gặp Chúa trong biến cố đi Con Tum. Con đã được gặp Chúa trong biến cố 75 và tiếp tục những con đường mà chúng con không bao giờ nghĩ tới. Kể cả việc đứng ở đây hôm nay cũng chẳng nghĩ đến. Nhưng mà Chúa lại kêu đến, mà trốn rồi mà trốn không nổi đó. Đấy, cho nên con chỉ biến chia sẻ cái đó để cảm tạ Thầy Chí Thánh đã chọn gọi chúng ta làm bạn trăm năm của Ngài. Và như tôi nói, sau năm 75 dại dột lại chọn tên của mình là Gia Đình Thánh Giá Nhọn. Mà Thánh Giá Nhọn cắm vào đâu thì nó chắc ở chỗ đó, nhưng mà chắc đó thì là đau, là sâu. Vậy thì những thánh giá mà mỗi người và kể cả con không có giờ để mà tâm tình, nhưng mà đấy, đã được gặp gỡ Thầy Giêsu, đã được Thánh Giá Nhọn cắm sâu vào trong cuộc đời của mình, và hôm nay chỉ biết thưa với Thầy Chí Thánh: lạy Thầy, con đây. Cảm ơn. Kính thưa Đức Ông, quý cha, quý tu sĩ, liên hướng cùng toàn thể quý anh chị Cất Sĩ Ta, con xin thông tin phong trào. Trước tiên là tin phong trào Cuccio Việt Nam. Văn phòng điều hành Việt Nam xin thông báo đến quý anh chị và các bạn một sự kiện khá quan trọng trong sinh hoạt của phong trào Cuccio thế giới và giáo hội như sau. Uncia của phong trào Cuccio thế giới sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2025, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ở ngoại thành Rome. Đây sẽ là một cuộc tụ họp tuyệt vời của gia đình Cuccio từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ niềm vui, sự nhiệt tình, tình bạn và cuộc sống nội tâm của từng thành viên tham dự. Giống như tất cả các Uncia thế giới, sinh hoạt này mở cửa cho tất cả các Cuccita trên thế giới muốn tham dự, trong đó có phong trào Cuccio Việt Nam chúng ta. Để tham gia Uncia thế giới kỳ này, quý anh chị sẽ đăng ký với ban điều hành giáo phận. Sau đó, danh sách đăng ký sẽ được chuyển về Văn phòng Điều hành Việt Nam và cuối cùng là được chuyển về OMCC. Và chương trình vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 6, cuộc hành hương đến cửa thánh của năm thánh sẽ diễn ra. Tất cả các phong trào một cách riêng lẻ sẽ hành hương đến cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero ở Vatican. Mỗi phong trào sẽ được chỉ định một khoảng thời gian cụ thể mà họ phải có mặt tại Vatican và đi qua cửa thánh để đạt được năm thánh. Khi có lịch trình cụ thể, ban tổ chức sẽ gửi thông báo đến tất cả các văn phòng điều hành các quốc gia. Lúc 16:30 khách hành hương sẽ được vào quảng trường. 17:30 đến 19:30 là thời gian dành cho hình ảnh, âm nhạc và bài nguyện gẫm. 19:30 Đức Thánh Cha sẽ đến, giờ cầu nguyện sẽ bắt đầu, kết thúc vào khoảng 21:00. Vào sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 6, bắt đầu lúc 9:00 sáng và kéo dài đến trưa, sẽ là cuộc gặp gỡ của tất cả các phong trào với Đức Thánh Cha
và sau đó là chầu thánh thể năm thánh. Cuộc họp sẽ diễn ra tại Vasco di Contoscele, một không gian mở ở ngoại ô thành Rome. Xin quý anh chị đăng ký như sau: danh sách thành viên, tên thánh, họ tên đầy đủ, năm sinh. Trong đó gồm có danh sách đi tự túc, danh sách đi cùng đoàn do Văn phòng Điều hành Việt Nam tổ chức. Thời gian 12 ngày, từ ngày mùng 5 cho tới 16 tháng 6 năm 2025, chúng ta sẽ đi qua 4 nước: Roma, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp, tham quan kết hợp hành hương với các thánh tín và các thành phố cổ. Hạn chót nhận đăng ký là ngày 20 tháng 9 năm 2024. Chi phí là 90 triệu một người nếu đi cùng đoàn Văn phòng Điều hành Việt Nam, có thể gia giảm tùy theo con số đăng ký. Vâng, đó là chuyến hành hương của phong trào thế giới. Và bây giờ là tin về phong trào Xuân Lộc. Về việc mở khóa lãnh đạo cấp 1, thời gian từ 14 giờ thứ Sáu ngày 18 tháng 10 đến 15 giờ Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024. Địa điểm tại Tu hội Bác Ái Phú Dòng. Thành phần tham dự gồm quý linh hướng, quý anh chị trong ban điều hành các liên nhóm, quý anh chị chưa tham dự và quý anh chị mới dự khóa Cuccio năm 2023 và 2024. Xin quý anh chị đăng ký ngay với ban phụng vụ liên nhóm của mình. Hạn chót là ngày thứ Năm mùng 10 tháng 10 năm 2024. Xin quý anh chị tiếp tục làm ba lan ca và thu thập thông tin gửi về ban điều hành giáo phận cho bản tin số 52 mừng lễ Thánh Phaolô trở lại, quan thầy Phong Lào Cuccio. Còn các thông tin về chuyến hành hương sẽ được ban điều hành giáo phận thông báo thêm tại các buổi sinh hoạt trường lãnh đạo. Con xin cảm ơn Đức Ông, quý cha cùng toàn thể quý anh chị.